Đời sống mịt thứ là ai, làm gì và ở đâu? Và hôm nay, mịt thứ thứ 11 về thăm nội ông Úc Sáu tại khu phố 4, thị trấn thứ 11, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang, và tặng cho ông một đôi dép rõ 5 bộ đội. Ông ơi, ông! Ông nói à? Dép Củ Hồ, ông đang làm gì đây? Hả? À, ông đang làm gì đây? Ông ơi! Ông đang làm gì đây? Ông bị lạng tai. Ông cười coi. Ông đang làm gì đây? Ông nghe luôn đó mọi người. Đôi dép này bao nhiêu tiền? Đẹp hả? Đẹp. Nhưng mà bao nhiêu tiền? Đẹp thì nói con hả? Cái gì vậy? Làm gì làm quà vậy trời? Nông nó vô hả? Nông gì đó hả? Trời sao nặng vậy? Trời ơi, cái này là trái xanh thiệt á hả?